Câu số 1 ạ. Các loại phân lân thì đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố gì? Cái này là hỏi về kiến thức lớp 11 đấy ạ. Các cháu rất là hay quên. Chúng ta mở lại về phân nhé. Đây, phân trong tập nitrophosphor đây. Đây, trong này chúng mình đã ghi rất là rõ cho các cháu đây. Phân lân. Phân lân thì cung cấp phosphor cho cây dưới dạng ion phosphat. Đấy chưa? Đấy. Độ dinh dưỡng thì bằng phần trăm P2O5 nhá. Vậy ở đây chúng ta chọn gì ạ? Phân lân thì cung cấp cho cây trồng nguyên tố gì ạ? Phosphor. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, phosphor. Ok. Câu số 2 ạ. Vào mùa đông thì nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm và ngộ độc, gây ngộ độc khí có thể gây đến tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc khí là do khí nào sau đây? Thì các cháu lưu ý nhé, bếp than là có carbon này, đúng chưa? Phòng kín là có oxy thiếu. Carbon mà trong oxy thiếu thì nó tạo thành gì ạ? CO, đúng chưa? Vậy cái khí gây độc dẫn đến tử vong đấy là khí CO. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Đấy rất là dễ thôi ạ. Câu số 3, cái đâu trong đề minh họa năm 2020 ạ. Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch và gây hiệu ứng nhà kính. Vậy khí X là khí gì ạ? Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch và gây hiệu ứng nhà kính. Có nghĩa là bản thân cái khí X này nó gây nên cái hiệu ứng nhà kính. Thế thì cái khí X này là khí gì ạ? Đấy thì các cháu chú ý cho chúng mình xem khí X là khí gì ạ? Theo các cháu nghĩ thì khí X là khí gì ạ? Nào, theo các cháu nghĩ thì khí X là khí gì ạ? X là khí gì ạ các cháu? Căng thẳng nhờ. Hơi bị căng đấy ạ. Hít là khí carbon dioxide, bởi vì nó gây hiệu ứng nhà kính nên chỉ có carbon dioxide mà thôi. Tiếp ạ, câu số 4 ạ. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì điều gì xảy ra? Dung dịch chuyển thành màu gì ạ? Cho quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành màu gì ạ? Dung dịch chuyển thành màu gì các cháu? NH3 có tính gì ạ? NH3 thì có tính kiềm, bazơ đấy ạ. Thì quỳ tím thì chuyển đỏ axit và chuyển xanh khí bazơ. Vậy đáp án đúng chúng ta là phải màu xanh nhá. Màu xanh. Câu số 5 ạ. Câu số 5 đề bài hỏi là dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được CaCO3? Thì CaCO3 là một muối của một axit yếu nhá. CaCO3 là muối của một axit yếu. Vậy thì dung dịch mà có thể hòa tan được CaCO3 ấy, thì mình có KCl là 0, KCl trung tính là 0. KNO3 cũng 0, được ACl cũng 0. Vậy hòa tan được CaCO3 thì chỉ có anh nào thôi ạ? Chỉ có anh HCl thôi ạ, axit chloric, axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối của nó, đúng không ạ? Câu số 6 ạ. Một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều trong vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu nhá. Đây, khí X kết hợp với hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu. Thế thì CO2 thì không như vậy, oxy cũng không như vậy, đúng không ạ? Đấy, nhiễm độc khí X này chỉ có thể là khí gì ạ? Carbon monoxide CO các cháu nhá. Đây, carbon monoxide CO. Phần này là phần chống liệt ạ. Hãy share lại buổi học này, và đây một buổi học free ạ, và giúp chúng mình tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây vậy ạ. Nhá. Đây là phần chống liệt hóa. Chúng mình độ cho những cái bạn nào mà sợ hóa, sợ bị liệt hóa thì những cái chuyên đề này của chúng mình giúp cho các bạn ấy có thể khoanh được trên 3 điểm môn hóa. Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen. Chất bột màu đen, đá vôi là màu trắng, vứt đi rồi. Đá vôi màu trắng, muối ăn là màu trắng nhá, vứt đi rồi. Thạch cao màu trắng, vứt đi rồi. Vậy ở trong này màu đen thì chỉ có anh nào thôi ạ? Than hoạt tính là màu đen thôi ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Thế thì năm nay là Covid nhiều, thế nên là dẫn đến là than hoạt tính, đúng không? Câu số 8 ạ. Câu số 8 đáp án gì các cháu? Cho vài giọt phenol và phthalein. Vừa nãy là hỏi về quỳ tím, bây giờ là hỏi về phenol và phthalein. Đấy, chúng ta phải phân biệt rõ, nếu không chúng ta để tránh bị toang thì NH3 vẫn là môi trường dung dịch kiềm thôi. Nó là bazơ nhá, bazơ yếu. Phenol và phthalein thì nó chỉ là chất chỉ thị màu cho thằng bazơ. Nhớ các cháu nhớ nhá. Vào bazơ thì phenol và phthalein chuyển thành màu hồng, còn vào axit thì không đổi màu. Vậy ở đây thì mình có vài giọt phenol và phthalein vào NH3 thì dung dịch chuyển thành màu hồng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 9. Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp? Khử chua. Thế thì chỗ này là một cái thuật ngữ chuyên ngành ạ. Chua là gì ạ? Đấy. Chua là gì? Chua là đất này có tính axit nhá. Vậy khử chua tương đương với việc là khử axit. Khử axit thì phải sử dụng một anh có tính bazơ nhá. Đấy, vậy để khử chua thì
có nghĩa là khử tính axit thì tương đương với lại phải sử dụng một anh nó phải có tính bazơ hay là tính kiềm. Được chưa? Thế thì trong tất cả những anh này thì anh nào có tính kiềm ạ? CaCl2 trung tính, đúng không ạ? CaNO3 hai lần trung tính, đúng không ạ? CaSO4 trung tính, đúng không ạ? Vậy ở đây cái thằng mà có tính kiềm ở đây chỉ có gì ạ? CaO, CaO mà vào nước nhá, CO vào nước thì thu được CaOH hai lần. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nhá. Câu số 10 ạ. Câu số 10 ạ. Ở câu số 10 này chúng mình xin phép tặng quà cho 10 cháu comment đáp án nhanh nhất ạ. Bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Cháu Lê Văn Sơn ở comment nhanh nhất, cháu Sơn có quà rồi, chúng mình xin phép tặng quà cho cháu khác. Mai Thị Thu Huyền ạ. Bước 1 share video livestream ạ, Hiền chưa share ạ, chưa có quà ạ. Ngọc Trâm là câu 9, Nguyễn Vạn ạ, bước 1 share video livestream của chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án. Nguyễn Vạn cũng chưa share ạ, chưa có quà ạ. À, Minh Nguyễn ạ, các cháu nhớ nhá, bước 1 share video livestream ạ. Minh Nguyễn share rồi này. Đấy, Minh Nguyễn share rồi, gửi quà cho Minh Nguyễn ngay và luôn ạ. Gửi quà cho Minh Nguyễn ngay và luôn ạ. Bước 1 share video livestream của chúng mình, bước 2 comment đáp án là có quà ngay lập tức ạ. Đây. Bước 2 comment đáp án là ngay lập tức có quà luôn ạ. Minh Nguyễn có quà rồi nhá. MK này, MK đã share video livestream chưa? Cháu này chưa share, chưa có quà. À, Trang Hoàng lúc nãy có quà rồi. Bon Bon share video livestream chúng mình chưa nào? Bon Bon như vừa nãy có quà rồi. Nếu chúng mình không nhầm, đấy, vừa nãy chúng mình tặng quà cho Bon Bon rồi. Tiếp đi ạ. Khẩn Trương ạ. Nguyễn Ngọc Trường ạ, Nguyễn Ngọc Trường đã share video livestream chúng mình chưa? Nguyễn Ngọc Trường share rồi, gửi quà luôn cho Nguyễn Ngọc Trường ạ. Bước 1 share video livestream của chúng mình lại về tường, cũng như là share vào trong tất cả các cái nhóm học tập của các cháu. Bước 2 comment đáp án thì chúng mình sẽ gửi quà ngay cho các cháu ạ. Thu Trang xinh gái ạ. Thu Trang xinh gái share rồi, gửi quà luôn cho Thu Trang. Thu Trang ơi, chúng mình không inbox được cho cháu, chú Minh gửi quà dưới phần bình luận cho cháu nha. Đây, chúng mình gửi quà ngay dưới phần bình luận cho Thu Trang. Thu Trang ký vào dưới phần bình luận lấy quà nhá. Đấy, có quà luôn ạ. Bước 1 share video livestream của chú Minh lại về tường. À, Nguyễn Ngọc Trường có quà rồi nhá. Lê Kiều My ạ. Lê Kiều My share rồi, gửi quà cho Lê Kiều My. Lê Kiều My vừa nãy có quà rồi. Thank you Lê Kiều My nhá. Nào, bước Lê Hiền ạ. Bước 1 share video livestream lại về tường cũng như share trong các nhóm học tập. Bước 2 comment đáp án ạ. Chú Minh xin phép ở câu số 10, chú Minh chỉ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất thôi ạ. Chú Minh xin phép ở câu số 10, chú Minh chỉ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất. Phạm Thị Thúy Huyền này, Phạm Thị Thúy Huyền, cháu này share rồi, gửi quà cho Huyền này, gửi quà cho Huyền ngay và luôn ạ. Đấy, đây là phần kiến thức chống liệt hóa học ạ. Hãy share lại video này bởi đây một buổi học free ạ. Văn Phúc ạ, Văn Phúc đã share chưa ạ? Văn Phúc đã share chưa? Văn Phúc chưa share rồi. Văn Phúc chỉ đi xe gái thôi. Công Hồ ạ, Công Hồ đã share chưa? Xong mà Công Hồ chúng mình xin phép chỉ tặng quà thêm cho hai cháu nữa thôi. Công Hồ chưa share, chưa có quà. Văn Phúc rồi, Dương Đinh ạ. Dương Đinh share chưa? Chúng mình xin phép chỉ tặng quà cho hai cháu nữa thôi. Dương Đinh chưa share, chưa có quà. Lê Hiền có quà rồi. Nguyễn Long Thức ạ, Nguyễn Long Thức share chưa nào? Cháu này share rồi. Chúng mình không inbox được cho cháu, chúng mình gửi quà luôn dưới phần comment nha Nguyễn Long Thức nha. Đây ạ. Gửi quà luôn dưới phần comment cho Nguyễn Long Thức. Ok, Nguyễn Long Thức đã có quà. Tiếp tục ạ, Võ Văn Hoàng ạ. Võ Văn Hoàng đã share chưa? Thêm cháu này nữa là ok, Võ Văn Hoàng đã share. Gửi quà luôn cho Võ Văn Hoàng nào. Đấy, ok ạ. Tí nữa chúng mình xin phép phần tặng quà tiếp theo được ở câu số 20 các cháu nha. Bước 1 share lại video livestream chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Câu số 10 ạ. Câu số 10. Ở nhiệt độ thường thì dung dịch BaHCO3 2 lần thì tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Ở nhiệt độ thường thì dung dịch BaHCO3 2 lần tác dụng được với dung dịch nào sau đây? BaHCO3 2 lần thì không ăn được KCl. Không ăn được KNO3. Không ăn được NaCl. Nó chỉ ăn được Na2CO3 để tạo thành kết tụ BaCO3 mà thôi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Câu số 11 đáp án gì ạ các bạn? Gây hiệu ứng nhà kính làm nhiệt độ trái đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt. Tác nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là gì ạ? Cái này dễ quá, tác nhân chủ yếu của nó là carbon dioxide các cháu nhá. Những cái câu này rất là dễ ạ. Ok, câu 12. Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? Dung dịch Na2CO3. Dung dịch Na2CO3 tác dụng ạ. Thì anh này nó có tính kiềm nhá. Nó không tác dụng với Na2SO4 để tạo không thành kết tụa này, vứt này. Không tác dụng với KNO3, vứt này. Không tác dụng với CaCl2 này. Vậy ở đây nó chỉ tác dụng được với KOH thôi. Tác dụng được với KOH. Có tác dụng với KOH không? Cũng không ạ. Có thế thì nó tác dụng thằng nào ạ? Ở đây nó lừa đấy ạ. Tác dụng với thằng D ạ. Bởi vì nó có ion CO3 2 trừ này, canxi 2 cộng để tạo thành Ca
CO3 các cháu nhé. Đấy, CaCO3 kết tụa. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 13. Chất khí X. Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính, lại gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh bột. Vậy thì cái khí X mà vừa gây hiệu ứng nhà kính mà tham gia quá trình quang hợp cây xanh tạo tinh bột thì nó chỉ có thể là CO2. Câu số 14 ạ. Chất bột X màu đen có khả năng hấp thụ các chất độc nên được dùng nhiều trong mặt nạ phòng độc. Đá vôi là màu trắng, lưu huỳnh màu vàng, thạch cao màu trắng. Vậy trong này một thằng màu đen duy nhất là than hoạt tính thôi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu số 15. Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây? Chú ý là không gây ô nhiễm ô tô nhé các cháu nhé. Không gây ô nhiễm ô tô. Vậy không gây ô nhiễm không khí. Quá trình đun nấu đốt lò sưởi trong sinh hoạt là gây ô nhiễm không khí này. Quang hợp của cây xanh là sinh ra oxy. Sinh ra oxy thì có gây ô nhiễm không ạ? Không ạ. Vậy 15 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 16 ạ. Câu 16 đề của Sở Giáo dục Ninh Bình ạ, năm 2020 ạ. Khí CO2 thì tạo kết tủa với lượng dư dung dịch nào ạ? CO2 tạo kết tủa với lượng dư dung dịch nào? Cái này chúng ta quá quen rồi. CO2 thì không tác dụng được với CaHCO3 hai lần. Vứt. CO2 tác dụng được với NaOH nhá, nhưng mà không có kết tủa bởi vì mọi muối của natri thì đều tan. CO2 không tạo phát tử, không phản ứng với BaCl2. Vậy ở đây nó chỉ tạo kết tủa với lượng dư dung dịch CaOH hai lần để tạo thành kết tủa CaCO3 mà thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 17, Sở Giáo dục Hưng Yên, năm 2020. Trong thực tế thì để làm khô khí amoniac thì ta dùng chất nào sau đây ạ? Amoniac thì nó bản chất của nó là NH3. NH3 thì nó có tính kiềm, đúng không? Tính. Vậy thì không thể sử dụng thằng P2O5 được, P2O5 tính axit, đúng không? COH24 đặc cũng tính axit, phản ứng ngay, vứt đi. COH4 khan thì đồng tạo phức với NH3 cũng vứt nốt. Vậy ở đây chúng ta chỉ có thể sử dụng anh CaO khan mà thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 18 ạ. Đề Sở Giáo dục Hưng Yên năm 2020. Dung dịch NH3 đặc không màu khi để lâu ngày ngoài ánh sáng thì sẽ chuyển sang màu gì ạ? HNO3 đặc nhá, không màu thì để lâu ngày trong ánh sáng thì HNO3 nó sẽ bị tự động phân hủy để tạo thành NO2 cộng oxy cộng với lại H2O, được chưa? Vậy thì ngay lập tức NO2 có màu nâu đỏ thì ở trong dung dịch thì nó chuyển thành máu hơi vàng. Đáp án đúng là đáp án C. Ok các cháu nhớ bài nhá. Câu số 19 ạ. Sở Giáo dục Hà Nội lần 2 năm 2020 ạ. Khí X thoát ra khi đốt than trong lò, đốt xăng dầu trong động cơ, gây ngộ độc hô hấp cho con người và vật nuôi do làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu. À, giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu, vậy nó chỉ có thể là một anh duy nhất thôi ạ. Anh gì ạ? Anh CO carbon monoxide. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu 20 ạ. Câu 20 ạ, chú Vinh lại có quà tặng cho 10 cháu comment cái đáp án câu 20 nhanh nhất và share video livestream lại về tường ạ. Khí chủ yếu gây mưa axit là gì ạ? Khí chủ yếu gây mưa axit là gì ạ? Câu 20 ạ. 20 ạ. 10 món quà đặc biệt nhất dành cho 20 cháu comment nhanh nhất đáp án câu 20 và share video livestream lại về tường. Cháu Công Hồ đầu tiên này. Công Hồ xe chưa ạ? Công Hồ chưa xe. Công Hồ chưa xe chưa có quà. Cháu Phạm Linh Ngọc này. Cháu Phạm Linh Ngọc xe chưa? Phạm Linh Ngọc xe rồi này. Gửi quà luôn cho Phạm Linh Ngọc. Đấy, gửi quà ngay lập tức luôn cho Phạm Linh Ngọc. Đấy, gửi quà cho cháu Phạm Linh Ngọc ngay lập tức và luôn. Ngay và luôn. Hoàng Xuân Tùng ạ. Hello, chào Hoàng Xuân Tùng. Hoàng Xuân Tùng vẫn chưa xe ạ. Chưa xe, chưa có quà. À, cháu Lệ Hằng ạ. Lệ Hằng, Lệ Hằng xe video live stream chú Binh chưa? Lệ Hằng xe rồi. Gửi quà luôn cho Lệ Hằng ở dưới phần bình luận nhá. Đấy, gửi quà luôn cho Lệ Hằng luôn. Ngay lập tức và luôn. À, cháu Bon Bon vừa nãy có quà rồi. Đặng Tuấn Minh ạ. Hello, chào Đặng Tuấn Minh. Đặng Tuấn Minh xe video live stream chú Minh chưa? Đặng Tuấn Minh xe rồi. Gửi quà ngay lập tức cho Đặng Tuấn Minh. Đấy, Đặng Tuấn Minh tên cùng tên với chú Minh luôn. Đấy, đề chuyên Hùng Vương. Phú Thọ giải full luôn. Ok ạ. Đặng Tuấn Minh, Lê Văn Sơn có quà rồi. Hòa Lê ạ. Hòa Lê có quà chưa? Hòa Lê chưa xe, chưa có quà rồi. Cháu ạ, Quang Minh Lương. Quang Minh Lương lâu lắm nay mới thấy comment bài của chú Minh. Quang Minh Lương, đấy, đã xem video live stream. Tốt lắm, gửi quà luôn cho Quang Minh Lương này. Gửi quà ngay lập tức và luôn cho Quang Minh Lương nhá. Ok ạ. À, Trần Tuấn ạ, Trần Tuấn đã xem video live stream chú Minh chưa? Bước 1 phải xem ạ. Trần Tuấn chưa xe ạ. Bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Ngọc Nhi đã xe video live stream chú Minh chưa nào? Ngọc Nhi ạ. Ngọc Nhi xe rồi. Gửi quà luôn cho Ngọc Nhi luôn. Đấy. Ngọc Nhi quê ở Hà Nội. Đấy. Gửi quà luôn cho Ngọc Nhi luôn. Tiếp tục ạ. À,
Ngọc Nhi rồi, Trần Tuấn ạ, Trần Tuấn đã share video livestream chúng mình chưa? Xong bạn Trần Tuấn thì chúng mình xin phép chỉ gửi quà thêm cho hai cháu nữa thôi nhá. Xong bạn Trần Tuấn, đợi Xuân Phú ạ, Xuân Phú xe chưa nào? Xuân Phú xe chưa? Xuân Phú xe rồi, gửi quà luôn cho Xuân Phú ngay lập tức vào luôn. Đấy, gửi quà luôn cho Xuân Phú luôn. Đó, bước 1 xe video livestream lại về được. Hồng Lê ạ, nốt cháu Hồng Lê ạ. Nốt cháu Hồng Lê rồi sang cô 30 nhá. Hồng Lê xe rồi này. Gửi quà cho cháu Hồng Lê ngay lập tức vào luôn. Đấy, sau đó sang cô 30 chúng mình lại tặng quà cho 10 cháu tiếp theo nhá. Ok ạ, mình bắt đầu vào học tiếp ạ. Mình bắt đầu vào học tiếp câu số 20 ạ. Câu số 20, khí nào chủ yếu gây nên mưa axit ở các cháu? Khí nào ạ? CO có tính axit không? Không ạ. CO2 và SO2, đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò. Được chưa? Câu 21 ạ. Câu 21. Sở Giáo dục Bắc Ninh năm 2020, chất X ở điều kiện thường là chất khí không màu, mùi khai. Mùi khai thì clo không phải. H2S một trứng thối, nitơ không mùi. Vậy đáp án đúng chúng ta là NH3 nhé. Chất khí không màu, mùi khai, tán tổ chấm nước. Câu 22 ạ. Cho các phát biểu sau, độ dinh dưỡng của phân đạm xem nào. Bây giờ hỏi về phân. Xem nhá, phân đạm đấy ạ. Phân đạm cung cấp nitơ cho cây trồng dạng ion nitrat và độ dinh dưỡng bằng phần trăm khối lượng nitơ. Nhá, nhìn đó chưa? Phần trăm khối lượng nitơ. Vậy độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ. A đúng. Thành phần chính của super phosphat kép gồm, đây mở lại phân super phosphat kép. Đây, thành phần chính của super phosphat kép thì gồm CaH2PO42 lần, đúng không ạ? CaH2PO42 lần. Vậy chỗ này có CS4 sai. Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan do các thủy tinh, chính xác. Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric và phân đạm, chính xác. Vậy đã có 1, 2, 3. Chúng ta có 3 nhận định đúng nhá. Chúng ta có 3 nhận định đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 3. Ok không ạ? Rất là dễ thôi các cháu ạ. Hãy share lại buổi học này vào đây, một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Hôm nay đây là một buổi chống liệt hóa, câu 23. Trong các chất sau, chất gây ô nhiễm không khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt là? Trong các chất sau, chất gây ô nhiễm không khí mà có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt. Ô nhiễm là đầu tiên phải gây ô nhiễm. Hydro không gây ô nhiễm, nitơ không, ozone không. Và gây ô nhiễm mà lại còn nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt thì chỉ có CO mà thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 24 ạ. Carbon chỉ thể hiện tính khử trong phản ứng hóa học nào sau đây? Carbon chỉ thể hiện tính khử trong phản ứng hóa học sau đây. Chỉ khử. Carbon không lên carbon dương 4 nhá. Carbon không lên carbon dương 4. Vậy thì ở đây nó chỉ có tăng số xóa và nó chỉ thể hiện tính khử thôi. Vậy câu 24, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, khử tăng, O giảm. Được chưa? Câu 25. Cho sơ đồ phản ứng sau, số phản ứng mà nitơ đóng vai trò là chất khử là? Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò là chất khử, khử tăng. Vậy số xóa của nitơ phải tăng. Trừ 3 lên dương 2. Đúng chưa? Tăng một thằng nhá. Dương 2 lên dương 4 tăng một thằng nữa. Dương 4 lên dương 5 tăng một thằng nữa. Thằng này vẫn giữ nguyên dương 5, không. Thằng này về dương 4, không. Vậy mình chỉ có 1, 2 và 3 phản ứng thôi. Chúng ta chỉ có 3 phản ứng mà nitơ đóng vai trò là chất khử thôi. Nên đáp án đúng câu 25 của chúng ta là đáp án B ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đang rất là nhiệt tình học bài buổi học ngày hôm nay ạ. À, các cháu cố gắng comment đáp án thật nhiều để coi như một lần mình nhớ lý thuyết để mình chống liệt môn hóa học nhá. Câu số 26 ạ. Câu số 26. Thành phần chính của phân đạm ure là gì? Thành phần chính của phân đạm ure ạ. Phân đạm ạ. Phân đạm ure là NH2 tất cả 2 lần CO ạ. Đấy, trong quyển sách của chú Bình viết vậy. Vậy thành phần chính của phân đạm ure là NH2 tất cả 2 lần CO. Câu 27. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng ạ? Đề bài hỏi chúng ta là dễ bị phân hủy khi đun nóng. NaCl không, CaCl2 không, N2S4 không. Chỉ có CaHCO3 lần thì đun nóng lên mình thu được CaCO3 cộng CO2 cộng nước thôi. Nên chính cháu này là dễ bị phân hủy. Đáp án đúng đáp án A. Câu 28 ạ. 28. Dẫn khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm MgO, CuO, Al2O3 và FeO. Đun nóng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Thế các cháu chú ý này. Hỗn hợp gồm có này, magie oxit này, CuO này, Al2O3 này và FeO thì nó chỉ bị khử bởi thằng CO khi và chỉ khi oxit thì đứng đằng sau thằng nhôm. Vậy chúng ta vẫn còn MgO này, Cu này, Al2O3 này, Fe này. Đề bài hỏi chúng ta là
số oxit kim loại còn lại trong y, và mình còn MgO và Al2O3 nhá. Mình còn MgO và Al2O3, vậy mình còn hai cháu. Đáp án đúng là đáp án D. Hello, chào các cháu. Đây là cuốn sách chống liệt hóa của chúng mình nhá. Đây là cuốn sách chống liệt hóa của chúng mình ạ. Cháu nào muốn đăng ký sách thì vui lòng inbox theo link ở phía dưới hoặc inbox trực tiếp cho chú Vũ Tuấn Minh nhá. Câu 29, đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 ạ. Khi đốt cháy than đá thì thu đủ ôn hợp khí, trong đó có khí X không màu, CO2, CO đều không màu, SO2 không có, NO2 không có, không mùi nhưng chú ý độc ạ. Chú ý ở đây là độc. Độc thì CO2 không độc, chỉ có CO độc thôi. Nên đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B. Câu 29, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B ạ. 29 ạ, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B ạ. Ok ạ. 29, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B ạ. Ok, sang câu 30 ạ. 30 đáp án gì ạ các cháu ơi? 30 nào, 30 nào. Nhanh tay share video live stream lại về tường và comment đáp án câu 30. Minh Huệ này. Hello, chào các cháu. Đây là cuốn sách chống liệt hóa của chúng mình. Minh Huệ share video live stream rồi. Gửi quà cho Minh Huệ nào. Gửi quà cho Minh Huệ. Đấy, gửi quà luôn cho cháu Minh Huệ nha. Bước 1, share video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2, comment đáp án là có quà ngay. Thắng Huynh Huynh này. Thắng Huynh Huynh share chưa này. Thắng Huynh Huynh xe rồi, gửi quà cho cháu Thắng Huynh Huynh ạ. Chú Minh có 10 món quà dành cho 10 cháu comment nhanh nhất và nhiệt tình comment đáp án cũng như là share video live stream của chú Minh lại về tường ạ. Võ Thị Ngọc Ánh ạ, Võ Thị Ngọc Ánh đã share video live stream chú Minh chưa? Võ Thị Ngọc Ánh xe rồi, gửi quà luôn cho Võ Thị Ngọc Ánh luôn ạ. Đấy, gửi quà ngay lập tức luôn cho Võ Thị Ngọc Ánh luôn ạ. Bước 1, share video live stream chú Minh lại về tường. Bước 2, comment đáp án nhá. À, Đỗ Thành Tân này. Đỗ Thành Tân là câu 28 không phải. Bạch Trấn này. Bành Trấn ơi, chúng mình không inbox được cho cháu. Hòa Lê này, Hòa Lê xe video live stream chưa? Hòa Lê xe rồi, gửi quà cho Hòa Lê ngay lập tức và luôn đi ạ. Bước 1, xe video live stream chú Minh lại về tường hoặc là xe ở trong nhóm học tập của các cháu. Bước 2, comment đáp án ạ. À, Minh Huệ vừa có quà rồi. Ngọc Trâm ạ, Ngọc Trâm xe chưa? Ngọc Trâm xe chưa? Ngọc Trâm xe rồi, gửi quà ngay lập tức và luôn cho Ngọc Trâm ạ. Bước 1, xe video live stream ạ, bởi đây một buổi học free ạ. Hello, chào cả nhà đang theo dõi buổi học chống liệt hóa học của chúng mình ạ. Yên Bùi ạ, hello, chào cháu Yên Bùi. Yên Bùi đã xe chưa nào? Yên Bùi chưa xe, chưa có quà rồi cháu ơi. Tiếc quá, Minh Huệ có quà rồi. Đỗ Thành Tân ạ, Đỗ Thành Tân đã xe video live stream chúng mình chưa? Đỗ Thành Tân chưa xe, chưa có quà cháu ơi. Cao Ngọc Sương này, Dương Thị Quỳnh này. Dương Thị Quỳnh xe video live stream chúng mình chưa? Dương Thị Quỳnh xe rồi đây. Dương Thị Quỳnh vừa nãy gửi quà rồi nhá. À, Hoàng Xuân Tùng. Hoàng Xuân Tùng này, cháu này xe chưa? Cháu này vẫn chưa xe. Thấy không ạ? Tùng ơi, cháu chưa xe mà, chưa xe chưa có quà cháu ạ. Đấy. Nhìn đâu cháu để xe và để chế độ public cơ. Tùng nhá. Công Hồ ạ, Công Hồ vừa nãy có quà rồi hay sao nhỉ? Chú Minh nhớ chú Minh gửi quà Công Hồ rồi. Văn Phúc ạ, Văn Phúc xe chưa? Văn Phúc xe rồi, gửi quà cho bạn Văn Phúc. Chú Minh xin phép gửi xong quà cho bạn Văn Phúc, chú Minh sẽ chỉ gửi quà thêm cho hai cháu nữa thôi nhá. Gửi quà xong cho bạn Văn Phúc, chú Minh sẽ chỉ gửi quà thêm cho hai cháu nữa thôi. Xuân Hòa Đoàn. Xuân Hòa Đoàn đã share video live stream chưa? Xuân Hòa Đoàn chưa share. Lê Kiều My, chúng mình cứ không gửi được cho Lê Quỳnh My. Lương Thị Lệ Thu đây rồi, cháu này share rồi, gửi quà dưới phần inbox cho cháu này luôn. Đấy, gửi quà luôn cho Lương Thị Lệ Thu. Ok, chúng ta lại bắt đầu quay trở lại làm tiếp từ câu 30 các cháu nhá. Câu 30 này. Khí X được dùng nhiều trong ngành sản xuất nước giải khát và bia rượu. Tuy nhiên, gia tăng nồng độ khí X trong không khí là một trong những nguyên nhân làm trái đất nóng lên, và khí X chắc chắn là CO2. Câu 31 ạ. Nước đá khô được sử dụng để bảo quản thực phẩm. Công thức khoa học của nước đá khô là... nước đá khô quá dễ ạ. Là gì ạ? CO2. Câu 32 ạ. Cho sắt tác dụng HMNO3 đặc nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. N2 không màu. N2O gây cười. NO không màu hóa nâu. Vậy nâu đỏ chỉ có là NO2 mà thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, NO2 các cháu nhé. Đáp án đúng là đáp án D, NO2. Câu 33. Câu 33. Trong phòng thí nghiệm để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng amoni nitrit bão hòa. Amoni nitrit là NH4, NO2. Đun nóng cháu này thì mình thu được N2 cộng với lại H2O. Vậy đáp án đúng của chúng ta, khí X của chúng ta nó là khí N2 nhá, N2. Câu 34, thành phần chính của phân bón phức hợp. Thành phần chính của phân bón phức hợp, đây các cháu nhìn này. Đây, phân hỗn hợp. Phân hỗn hợp đây ạ.
Đây là NH42 lần HPO4 và KNO3. Đây là phân hỗn hợp. Thế vậy thì suy ra phân phức hợp phải là không có cháo này, đúng chưa? Vậy phân phức hợp của chúng ta là gì ạ? Phân bón phức hợp amophos của chúng ta chỉ có thể là NH4H2PO4 và NH42 lần HPO4 mà thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 35 ạ. Câu 35 đáp án gì ạ các cháu? Thí nghiệm với dung dịch HNO3. Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thì thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm thì người ta nút ống nghiệm bằng một cái chất gì đó mà nó hấp thụ được NO2 nhá. Hấp thụ NO2 thì bông khô không hấp thụ được. Bông tẩm nước không, bông tẩm giấm ăn càng không. Vậy chỉ có thể là bông tẩm nước vôi thôi. Bởi vì nước vôi chúng ta là xe hóa lần nó có tính kiềm mà, thì nó sẽ hấp thụ thằng oxit có tính axit. Vậy đáp án đúng ở đây chúng ta nó phải là C, bông tẩm nước vôi. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Câu 36. Phát biểu nào sau đây là đúng? Thành phần chính của super phosphat kép là sai. Mình vừa mới giải xong. Ure công thức là NH22 lần CO. Cái này mới đúng ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây nó là đáp án C. Ure có công thức là NH22 lần CO. Câu 37. Từ 6,2 kg phosphor. Từ 6,2 kg phosphor 37 đáp án gì ạ các cháu? Từ 6,2 kg phosphor chúng mình tìm được số mol phosphor nhé. 6,2 chia 31 thì bằng 0,2. Điều chế được bao nhiêu lít dung dịch H3PO4? H3PO4 hiệu suất là 80% lại 0,8. Vậy anh này là 0,2. Thuận nhân với 0,8. Được chưa? Thuận nhân, hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80%. Vậy là 0,2 nhân 0,8 thì bằng 0,16. Về đồng độ là 0,16 chia cho 2. 0,16 mà chia cho 2 thì bằng 0,8. 0,08, 0,08 tương đương với là 80 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Câu 38 ạ. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3. Thì các cháu chú ý này, AgNO3 chúng ta mà nhiệt phân ấy thì nó thu được bạc cộng với lại NO2 cộng với oxy. Vậy sản phẩm phản ứng nhiệt phân của AgNO3 của chúng ta chắc chắn thu được bạc, NO2 và oxy. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chú Minh Myelin ạ. Hãy share lại buổi học này, bởi đây một buổi học free ạ, và giúp chú Minh tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 39 ạ. Câu số 39, hấp thụ hoàn toàn không phải, bắt đầu sang bài tập rồi ạ. Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít CO2 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm, vậy mình có này, số mol OH trừ chia số mol CO2 bằng bao nhiêu đấy ạ? Số mol OH trừ ở đây mình sẽ có này, bằng số mol của NaOH là 0,1 nhân với 0,2, số mol NaOH bằng 0,02, số mol KaOH bằng 0,1 nhân 0,2 cũng bằng 0,02. Vậy tổng số mol OH trừ bằng 0,02 cộng 0,02, 0,04 chia cho số mol CO2 là bằng 0,15. 0,04 mà chia cho 0,15. 0,04 chia 0,15. 0,4 chứ ạ. 0,015 ạ. 0,04 chia cho 0,015 ạ. 2,66. 2,66. Cháu này lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Vậy tất cả tạo thành muối CO32 trừ và OH trừ dư. Vậy bao nhiêu carbon chú hết vào trong CO32 trừ? 0,015. OH trừ dư bằng cách bảo toàn điện tích 0,14, 0,04 này trừ 0,015 nhân 2. Vậy là 0,04 trừ 0,03 thì OH trừ dư là 0,01. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta có chất rắn của chúng ta bao gồm OH trừ dư CO32 trừ Na cộng K cộng. Vậy cộng tổng lại chúng ta tìm được khối lượng luôn. 0,01 nhân 17 cộng 0,015 nhân 60 cộng với lại Na cộng 0,02 nhân 23 cộng 0,02 nhân 39 bằng 2,31 gram ạ. 2,31 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu ạ. Rất dễ luôn ạ. Rất dễ luôn ạ. Nào chúng ta sang câu 40 ạ. Dẫn khí CO dư đi qua ống sứ đựng 7,2 gram bột FeO. Hoàn toàn chúng ta tìm được luôn số mol FeO bằng 0,1. Nung nóng thu được hỗn hợp khí X. Vậy thu được CO2 0,1 rồi. Toàn bộ khí X vẫn đúc vào trong dư thu được 1 gram kết tủa. CO2 mà vào CaOH 2 lần dư. Bởi vì ở đây có từ dư các cháu nhé. Bởi vì ở đây có từ dư nên toàn bộ CO2 tạo hết thành kết tủa. CaCO3 số mol là 0,1. 0,1 mol kết tủa CaCO3. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng bằng 0,1 x 100 thì bằng 10 gram. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ.
Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 41 ạ. Câu số 41 ạ. Để hòa tan 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 thì trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3, các cháu chú ý cùng học với chú Vinh nhá. Thì hoàn toàn do số mol này bằng nhau nên chú Vinh quy đổi tất cả hỗn hợp ba này về Fe3O4 được không ạ? Quy đổi hết về Fe3O4. Chúng ta tìm được số mol bằng 2,32 chia 232 thì bằng 0,01. Cần vừa đủ HCl, tác dụng HCl thì nó sẽ tạo thành là FeCl2 cộng với FeCl3 cộng với lại H2O. 236 xong 28 8, được chưa? Đây là 4. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol HCl bằng 0,01 nhân 8 bằng 0,08. 0,08 chia 1. Vậy nồng độ V là 0,08. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Câu 42 ạ. Cho 2,13 gam hỗn hợp X. 2,13, các cháu ạ, những câu này rất dễ thôi ạ. Rất dễ thôi ạ. 2,13 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại là magie này, đồng này, nhôm này, tác dụng hoàn toàn với oxy thì thu được Y gồm các oxit. Các loại oxit này vẫn gồm magie này, Cu này, nhôm này và oxy trong oxit, đúng không ạ? Khối lượng là 3,33 mà khối lượng của tụi này bằng 2,13 rồi. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của oxy bằng 3,33 trừ 2,13. 3,33 trừ 2,13 bằng 1,2 chia 16 bằng 0,075 mol. 0,075 mol oxy trong oxit. Thế thì bây giờ là tác dụng HCl thì một oxy trong oxit ăn 2H+. Vậy số mol bằng 0,15 mol H+. 0,15 mol H+ thì ngay lập tức chúng ta tìm được nồng độ bằng 0,15 chia cho 2 bằng 0,075. 0,075, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Rất dễ. Câu 43. 43 đáp án gì ạ các cháu ạ? 43. Ô nhiễm không khí có thể gặp mưa axit gây tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí là nguyên nhân gây ra mưa axit thì chỉ có thể là SO2 và NO2. Câu 44. Một mẫu khí thải công nghiệp chứa các chất khí sau. Để loại bỏ các khí đó thì mình nhìn thấy tất cả các chất khí này nó đều có tính axit. Vậy chúng ta nên sử dụng một anh kiềm. Nhưng anh kiềm này nó phải giá rẻ. Và anh kiềm mà giá rẻ thì ở đây chúng ta ưu tiên nhất là sử dụng anh kiềm CaOH 2 lần. Anh này là kiềm giá rẻ nhất. Câu 45 ạ. Phản ứng nào sau đây các cháu thấy không ạ? Rất dễ ạ. Phần chống liệt hóa rất đơn giản thôi ạ. Rồi các cháu hoàn toàn có thể làm được trên 3 điểm môn hóa nên không có gì phải sợ với cuốn chống liệt hóa này của chúng mình ạ. Câu 45, phản ứng nào sau đây không phải phản ứng xóa khử? Không phải phản ứng xóa khử là không có sự thay đổi số xóa. Canxi dương 2, oxy trừ 2, carbon dương 4, được chưa? Vậy đây ạ, cháu này không có sự thay đổi số xóa. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 46, lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxy hóa mà lại vừa có tính khử? Vừa có tính oxy hóa và vừa có tính khử khi và chỉ khi số xóa của nó là trung gian. Vậy ở đây trung gian thì anh này là dương 6 cao nhất vứt, dương 6 vứt, trừ 2 thấp nhất vứt. Vậy trung gian chỉ có SO2 và thôi, vừa oxy hóa vừa khử là SO2. Câu 47 ạ. Khi làm thí nghiệm với H4 đặc nóng thì thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra môi trường gây nhiễm ô nhiễm môi trường thì nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch là nó hấp thụ SO2. SO2 chúng ta là một thằng oxit axit, vậy không thể sử dụng giấm ăn có tính axit được. Muối ăn trung tính không được, cồn không được mà phải sử dụng ưu tiên là sút, là AH. 48, cho phương trình hóa học sau, cân bằng phương trình. Thế ở đây nhá, sắt 0 này, liên sắt dương 3 này, 3E điền đây này, lưu huỳnh dương 6 này, về lưu huỳnh dương 4 này, 2E này, với đây là 2, đây là 3. Được chưa? 2 sắt, 3 lưu huỳnh cộng 3 lưu huỳnh là 6 lưu huỳnh. Vậy A chia B là bằng 2 chia 6, được chưa? Và 2 chia 6 là gì ạ? Nào, 2 chia 6 bằng 1 chia 3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Được chưa? Câu 49. Câu 49, nguyên tố học nào sau đây thuộc nhóm halogen? Nguyên tố học nào sau đây thuộc nhóm halogen? Halogen là gồm gì ạ? Đây này, halogen đây chúng mình vừa mới dạy xong. Đây, trong quyển sách này chúng mình nói lại hết. Halogen
Đây này, nhóm halogen này, clo đến iốt, vậy chúng ta sẽ có là gì ạ? Clo này, đây clo này, brom này, iốt này, flo nữa. Vậy mình có thằng mà không thuộc nhóm halogen, clo là halogen này, thuộc nhóm halogen là clo rồi. Đáp án A. Câu 50 ạ. Cho dung dịch N2S vào dung dịch chất X thu được kết tủa màu đen. N2S vào BaCl2 không có kết tủa gì cả. Vào NaNO3 không. Vào CaNO3 2 lần không. Vào FeCl2 thì thu được FeS cộng với lại NaCl. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Câu 51. Câu 51 ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi học này của chúng mình ạ. Hãy share lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tác các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây ạ. Câu 51. Chất bột X màu vàng được sử dụng để thu gom thủy ngân khi bị đôi vãi. Màu vàng. Lưu huỳnh màu vàng, than đổi tính màu đen. Đá vôi màu trắng, thạch cao màu trắng. Được chưa? Ok chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Lưu huỳnh. Đáp án đúng đáp án A. Câu 52. Ở điều kiện thường phi kim nào sau đây ở trạng thái rắn? Ở điều kiện thường phi kim nào sau đây trạng thái rắn? Clo ở trạng thái khí, brom ở trạng thái lỏng, nitơ ở trạng thái khí, chỉ có iốt là ở trạng thái rắn mà thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Câu 53. Câu 53. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe này, magie này, kẽm này bằng một lượng vừa đủ H2SO4 loãng thì thu được hydro 0,06 m gam muối. Ui, cái này sử dụng công thức thần thánh các cháu ạ. Cái này sử dụng công thức thần thánh m muối sunfat thì bằng m kim loại cộng với 96 nhân NH2. Bây giờ bấm máy tính là xong ạ. M kim loại biết rồi. 3,22 cộng với 96 nhân 0,06 bằng bao nhiêu đây ạ? 8,98 gam. 8,98 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 54. Câu 54. Hòa tan 5,6 gam sắt. Số mol sắt của chúng ta bằng 5,6 chia cho 56 thì bằng 0,1. Vào H2 4 loãng dư thu được dung dịch X. H2SO4 loãng. Dung dịch X chúng ta là FeSO4 0,1 nhá. Tác dụng vừa đủ với KmnO4. Vậy giá trị của V là, chúng ta lưu ý ạ, sắt này là sắt dương 2 sẽ lên sắt dương 3. Được chưa? Mn dương 7 sẽ về Mn dương 2. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta đi bảo toàn E là sao? Bảo toàn electron 0,1 này, dương 2 lên dương 3 là 1. 0,1 nhân 1 bằng Mn dương 7 về Mn dương 2 là 5 nhân với lại số mol của KmnO4. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol của KmnO4 bằng 0,1 trên 5. Được chưa ạ? 0,1 trên 5. Đấy, ra được số mol KmnO4 nhá. Chú ý đây là nồng độ này, là 0,5 m lại chia tiếp 0,5 nữa thì nó là 0,04. 0,04 vậy suy ra chúng ta tìm được V luôn là bằng 40 ml. Đáp án đúng là đáp án B bỏ. Đáp án đúng chính xác của chúng ta là đáp án B bỏ. Câu 55. Câu 55. Hòa tan, câu này lại rất là dễ luôn, chúng ta lại có một công thức thần thánh luôn ạ. M muối sunfat. M muối sunfat không cần phải hiểu nhiều ạ, bởi đây là chống liệt ạ. Thì bằng M oxit. Được chưa? Cộng với mở ngoặc đơn trừ 16 cộng 96 nhân với lại NH2S4. M oxit biết rồi này, 2,81 này. 2,81 này trừ 16 cộng 96, vậy là cộng với lại 80 nhân với lại số mol H2O4 là 0,5 nhân 0,1 là 0,05 bằng 6,81 gam ạ. 6,81 gam, các cháu có hiểu không ạ? 6,81 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, rất rất dễ luôn. Câu 56 ạ. Câu 56 ạ. X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2O4 loãng. X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2O4 loãng. Đây, đồng không tác dụng vứt, bạc không vứt. Y là kim loại tác dụng được với FeNO3 3 lần. Đồng tác dụng được với sắt 3. Magie cũng tác dụng với sắt 3. Nhưng bạc thì không tác dụng được với sắt 3. Loại luôn. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Rất rất dễ luôn. Ok ạ, câu 57 ạ. 57 hơi khó chút xíu ạ.
cho 3,68 gam. Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm nhôm và kẽm. 3,68 gam hỗn hợp gồm nhôm và kẽm. Tác dụng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thì thu được khí hydro 0,1. Vậy suy ra số mol H2SO4 phản ứng là 0,1. Được không ạ? Số mol H2SO4 phản ứng là 0,1 thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm được ạ. Thứ nhất là tìm được MH2SO4 nguyên chất có phải chính bằng 0,1 nhân 98 không ạ? Đến đây chúng ta tìm được M dung dịch H2SO4 10% sẽ bằng là 9,8 chia cho 0,1 thì bằng 98 không ạ? Đề bài hỏi chúng ta là khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng. Thì mình có là M dung dịch sau bằng M dung dịch ban đầu cộng M vào trừ M ra, phải không ạ? Vậy ở đây mình có này, M dung dịch ban đầu tìm được rồi bằng 98. M vào chúng ta là gồm nhôm và kẽm là 3,68. Trừ M ra là hydro bay ra là 0,1 nhân 2. Được chưa ạ? Vậy mình sẽ có là 98 cộng 3,68 trừ 0,2 bằng 101,48. 101,48. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 58 ạ. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? Clo vào FeCl2 thì chúng ta thu được FeCl3 vứt. H2S vào CuCl2 thu được CuS vứt. H2S vào FeCl2 chú ý không thu được kết tủa bởi vì kết tủa FeS tan trong HCl. Vậy không xảy ra phản ứng này của chúng ta, nó là đáp án đúng là đáp án C. FeH4 loãng nguội thì tạo thành FeSO4 cộng với lại H2 ạ. Ok ạ, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C ạ. Ok các cháu ơi, câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay ạ, câu 59 ạ. Câu 59, câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Số phản ứng oxy hóa khử là tác dụng H4 đặc nóng thì nó phải còn là còn tính khử. Vậy MgO hết tính khử rồi, vứt. NaI thì có Y trừ còn tính khử, 1 cháu. FeS có F3O4 dương 83, chưa mắc nhất có. F2O3 là mắc nhất rồi, vứt. FeO là dương 2, có. FeH2 lần dương 2, có. FeH3 lần, không. FeS4, FeH2 có. FeH2, 4, 3 lần, không. Vậy số phản ứng oxy hóa khử ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cháu. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Các cháu ơi, buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Sang buổi sau chú Vinh sẽ chiến đấu cùng các cháu sang chuyên đề số 3, hydrocarbon, ancol, phenol, anhít và axit nhá. Ok ạ. Đấy là chuỗi bài tập chống liệt hóa học của chú Vinh nhá. Bye bye, chào tạm biệt các cháu. Hẹn gặp lại. Nhớ là đặt xem trước fanpage của chú Minh và click vào nút chuông để liên tục nhận được thông báo livestream của chú Minh nhá. Bye bye, chúc các cháu ngủ ngon.